Hai, hôm nay thì cũng khá là rảnh rỗi nên là thôi vào test con tài xỉu trên con Ewin Bigbot. Thì nhiều anh em chắc là cũng biết về cái cách chơi về con game Bigbot này rồi. Thì ván đầu tiên tôi vào tôi sẽ nháp nhẹ một tí gọi là đo cái sự may mắn nhá. Ôi, được. Thì ván đầu vào thì cũng hơi xuôi nhá. 8216 lại được 800k, 700 mấy này thôi, tính là 800k. Thôi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện nhá. Thì chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thế này sẽ vào chiến con Ewin Bigbot này. Thì đối với cái con Ewin Bigbot này thì chắc là nhiều anh em chúng ta cũng đã biết rồi nhá. Quan trọng là chơi thì ấy cũng đều có đủ bản lĩnh chơi thôi. Mà chơi để thắng ấy, tôi nghĩ là khả năng là ít nhá. Thì đối với cái con Ewin Bigbot này thì chơi có dễ hay không thì tôi giật với anh em, thì đối với tôi mà nói ấy, thì tôi không chưa 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 từng nghĩ là có còn một cái con game nào mà nó gọi là dễ chơi bao giờ cả nhá. Tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái việc là chơi là phải thắng là cái đầu tiên, tôi không bao giờ tôi nghĩ đến nhá. Còn nay tôi sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo giúp anh em bây giờ có thể chiến thắng được trong cái con Ewin. Bà mẹ nó kiếm tầm khoảng lên 20M là nghỉ nhá. Thì ok. Thế anh em có thể thấy là khi mà anh em chúng ta rửa cầu xu hướng này ra, anh em lia sang bên trái thì anh em sẽ thấy cái bảng cầu, khuynh hướng cầu đấy, nó sẽ nằm ở bên trái. Thì cái khuynh hướng ở đây là gì? Khuynh hướng là cái đề ra để cho mình xem những cái xu hướng. Thì đối với cái cầu Ewin ấy, Ewin Bot này ấy, thì nó cũng rất là hay. Ví dụ cầu ở đây là một nhá, hai, đúng không? Thì rất có thể nó sẽ là 1, 2, 3. Thì ở đây tôi bắt con xỉu. Định số bắt con xỉu mà không kịp rồi. Ok rồi. Ô thôi anh em ơi. À, khả năng cao là đúng này. Nếu mà chuẩn công thức. Rồi, phiên này coi như bỏ nhá. Hơi lệch công thức một chút, nó ra 1, 2, 4. 124 lệch cầu này khả năng cao thì vẫn đi được thêm con này. Vẫn đi được anh em ạ. Bởi vì anh em phải hiểu là 123 nó đã bỏ rồi thì anh em bắt luôn 124. Đúng không? Bắt luôn 124. Thì cái con này nó cũng đi khá là nhanh ấy, nên là tốc độ anh em đặt cược cũng phải nhanh nhanh một chút. Xong hoàn ít thế nhỉ? Không sao. Xỉu xuống xỉu bắt hai con xỉu đi. Bốn mươi lăm m mà hơi đuối anh em ạ. Khoai thế nhỉ? Ok, tôi sẽ ra nạp tiền vào thêm tí nhá. Có một cái rất hay là nhá, khi mà anh em chúng ta thua rồi ấy, anh em nạp tiền vào đúng không, và bắt cực kỳ nhanh nhá. Ví dụ vốn đây là 20M thì tôi vừa lỗ mất 15M đúng không. Cách đơn giản nhất là nạp vào thêm và chặt đấy. Cách đơn giản nhất là nạp vào thêm là chặt. Chặt đây là gì? Chặt ở đây khi mà anh em chặt như này rồi ấy, thì nó sẽ rất dễ là có thể tỷ lệ về cao, bởi vì mình kiểu game nó sẽ mồi trái anh em ấy đấy, đúng không? Đẹp. Về 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 vốn nhá, đúng không? Về vốn này. Xong rồi, bây giờ là phát lãi này. Phát lãi đây là 1 2. Bắt cổ 1 2 3 đi. Khoái thế nhỉ, lại lô à? Rồi ok, không sao không sao không sao. 1 này, 3 xỉu này. 3 xỉu để bắt 4 xỉu luôn. Bắt 4 xỉu luôn. Đấy, đúng không? Nói chung là lâu lâu nạp vào ấy nó sẽ dễ kiếm hơn. 15M hay là 35M, 3544M, 3545 là lãi được 9M. 9M trả tài cái 5M thôi.
Các em cũng không nên quá đè nặng cái mục tiêu khi mà anh em cân vốn. Tôi chơi thì tôi hay chơi theo cái kiểu là không bao giờ tôi đè nặng. Nó về cho ít thôi anh em ạ. Được rồi, ok, nói chung là lời lãi nhiều ít ấy thì cũng 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 không quan trọng đâu anh em ơi. Tại vì anh em phải hiểu là mình chơi ấy là miễn sao là mình kiếm được lãi ấy, thì nó mới là cái vấn đề. Đấy, còn chơi thua ấy thì sẽ có nhiều lúc thua. Nhưng mà có một cái nhá, ví dụ anh em đang có 15M anh em chơi ấy mà nó thấy cảm thấy thua ấy, anh em nạp thêm 20M nữa vào, anh em bắn căng đúng 2-3 phát là cái tỷ lệ về rất cao, bởi vì lúc đấy là game nó bắt đầu nó mồi trài anh em lại ấy. Thấy anh em vừa nạp tiền vào mồi cho anh em ăn tí. Nên là mình không kiểm soát được là mình sẽ chết ngay, đúng không? À, đấy đấy là mới là cái khó. Còn kiếm tiền được trong game ấy thì nó không phải là điều khó nhá. Rồi thì cái clip này mình sẽ dừng ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại em trong clip sau.